bệnh viện Bạch Mai rất phức tạp. Chiều ngày 25 tháng 3, phát biểu kết luận buổi họp ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, ông Nguyễn Đức Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đánh giá ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai rất phức tạp. Ông Nguyễn Đức Trung cho biết, việc lây nhiễm tại bệnh viện Bạch Mai có hai yếu tố, là yếu tố đông người và yếu tố liên quan đến bệnh nhân nặng nằm tại bệnh viện. Ông Trung cho biết Bệnh nhân số 87 là điều dưỡng của trung tâm nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai đi du lịch từ phía Nam về. Đến trưa ngày 9 tháng 3, có ngồi ăn với bệnh nhân 86 khi đi làm. Ngày 16, bệnh nhân 87 có biểu hiện tức ngực vào viện. Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 3, bệnh nhân 87 được điều trị tại bệnh viện, có nhiều y bác sĩ vào thăm. Ngoài ra, bệnh nhân 87 cũng nằm cùng một bệnh nhân 71 tuổi. Thời điểm này, có nhiều người nhà vào thăm bệnh nhân 71 tuổi. Ông Nguyễn Đức Trung cho biết, sau đó, bệnh nhân 87 lây chéo cho bệnh nhân 86, nghiêm trọng hơn bệnh nhân 86 đã lây chéo cho con gái tại nhà. Đến nay, bệnh nhân 66 tuổi nằm ở khoa thần kinh, bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 23 tháng 3 được ra viện về Lai Châu cũng đã dương tính với COVID-19. Hiện nay, nguồn lây của bệnh nhân 66 tuổi ở bệnh viện Bạch Mai cũng chưa rõ ràng, ông Trung nói, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Đến nay đã lấy mẫu bệnh nhân và nhân viên y tế tại khoa thần kinh và tim mạch và viện nhiệt đới tại bệnh viện Bạch Mai. Khoa tim mạch và viện nhiệt đới có 150 y bác sĩ được lấy mẫu xét nghiệm với kết quả bước đầu cho âm tính. Nhưng ngày hôm qua, tại khoa thần kinh bệnh viện đã phát hiện một bệnh nhân 88 tuổi ở Văn Lâm, Hưng Yên, dương tính với COVID-19. Một người đến thăm bệnh nhân ở đây cũng dương tính với COVID-19. Kết quả sơ bộ như vậy, còn từ nay đến đêm nữa, ông Trung nói, theo ông Trung Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai có 5 trường hợp dương tính với COVID-19 và đang có dấu hiệu lây chéo trong bệnh viện. Trong khi đó, vào những ngày thường bệnh viện này tiếp nhận từ 6.000 đến 8.000 người vào khám bệnh, hiện nay khoảng 3.000 người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay Việt Nam đã xuất hiện các ổ dịch. Ổ dịch đầu tiên của thành phố Hà Nội liên quan đến bệnh nhân 17 ở Trúc Bạch, Ba Đình. Chúng ta có ổ dịch tiếp theo tại Bệnh viện Bạch Mai đang có diễn biến hết sức phức tạp, ông Trung đánh giá từ những phân tích trên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cho rằng trong giai đoạn tới nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm ngoài cộng đồng đang có chiều hướng phức tạp hơn quang phong